Có một bạn hỏi thầy câu VS như thế này và thầy thấy câu này hay. Tuy nhiên, cái câu này nó giống cái cách tư duy của một vài câu luôn đấy nhá trong hai cái buổi tổng ôn VS này của thầy, nếu như mà các bạn học còn yếu về VS thì các bạn phải xem lại hai buổi live này nhá. Và nhớ đăng ký kênh nhá, nhớ đăng ký kênh. Học xong xem xong mà quên cái đăng ký kênh là dở đấy. Khi mà các bạn đăng ký kênh và nhấn nút chuông theo dõi thì chắc chắn rồi, mỗi khi mà thầy livestream các bạn sẽ biết đầu tiên nhá. Yeah. Cho phương trình như thế này, tìm mờ để phương trình có hai nghiệm phân biệt. À, thế thì các bạn cứ đi tìm có hai nghiệm phân biệt thôi. Hai nghiệm phân biệt thì chúng ta sẽ phải làm gì? chúng ta sẽ để ý xem là ac của nó thế nào đúng không nếu như mà ac bé hơn không thì chúng ta ưu tiên kết luận nhé a nhân với c mà bé hơn không thì chúng ta ưu tiên kết luận là hai nghiệm này là hai nghiệm phân biệt trái dấu tuy nhiên bài này không có không có cái việc đấy xảy ra tại vì a với c của mình mình thấy nó toàn dương thôi vậy thì chúng ta sẽ phải kết luận bằng delta các em ạ nhớ nhá, tính delta ra sau đó cho delta lớn hơn không tại vì đề bài yêu cầu có hai nghiệm phân biệt các bạn sẽ tự làm cái delta này thầy hướng dẫn cho các bạn tư duy cái này bằng một nốt nhạc này rồi gặp căn đúng không thường các bạn sẽ đi bình phương hai vế nhưng mà đứa nào mà làm theo kiểu bình phương hai vế là rơi đúng vào cái mục đích lừa của người ta hiểu không đi bình phương hai vế là hỏng hay cứ tưởng bình phương là mất căn nhưng không phải đừng có suy nghĩ là bình phương không dễ ăn thế đâu mọi thứ trước mắt ta đều là cú lừa nha Vậy thì để làm được bài này chúng ta phải chú ý có một cái phương pháp đấy là phương pháp phá nha không phá không bao giờ làm được đâu phải phá hiểu vấn đề chưa phải phá nhá Vậy thì để mà phá được bài này thì chúng ta làm như nào nha để phá được bài này thì chúng ta sẽ phải tận dụng cái nguyên liệu mà đề bài cho này này tận dụng ngay cái nguyên liệu mà đề bài cho nhá ở đây ở đây này x bình phương cộng 3x cộng với cả m bình phương cộng 2 bằng 0 thì thầy sẽ lấy làm sao đấy để thay thế được vào cái chỗ m bình phương cộng 3 các bạn cứ từ từ để ý một chút xíu nhá. cái nguyên tắc của cái sự phá ra ấy là chúng ta sẽ phải tạo được một cái hàng đẳng thức thì mới phá được bản chất nó phải là căn của một cái a bình phương nào đó thì mới phá được đúng không thì bên trong này các bạn tốt nhất giữ cái này lại thay thế cái này thôi nha thay thế cái này thôi vậy ta sẽ lập luận như sau vì vì x1 nó là nghiệm nó là nghiệm của vì x1 nhé sau khi các bạn làm Delta này là bước đầu tiên nhá thì các bạn sẽ làm bước thứ hai luôn đấy là vì x1 là nghiệm của của phương trình này đánh dấu là phương trình sao đây của phương trình sao cho nên suy ra chúng ta sẽ có x1 bình phương x1 bình phương cộng với cả 3x1 cộng với uh, m bình phương cộng với 2 cái này bằng 0 đúng không? Thì có phải là tương đương chúng ta sẽ có là m bình phương cộng 2 nó sẽ bằng chuyển toàn bộ cái này sang bên kia là âm của x1 bình phương mà trừ đi 3 lần x1 đúng không? Được chưa? Ok đúng không? Quá ok đi chứ. Sau đó nhá, thì khuyên các bạn nên cộng với một nữa để cho nó đẹp như này luôn, cho nó đẹp như thế này luôn. Đấy, tương đương ta sẽ có là m bình phương cộng 3 thì nó sẽ bằng âm của x1 bình phương trừ đi 3 lần x1 cộng với 1 như thế này. Sau khi mình có cái nguyên liệu này rồi, mình thay nó vào đây thì nó tòi ra hàng đẳng thức. Thề luôn đấy. Thầy nói thật đấy. Đến đây các bạn sẽ xét nha. Xét căn của căn của 2x1 bình này cộng với cả x1 cộng với cả m bình phương cộng 3 như thế này. Được không? Được nha. Trừ đi x2 thì nó sẽ bằng 16m như thế này thì đến đây chúng ta có này suy ra thay cái này vào, thay nguyên cái này vào đúng không? Hoặc là tương đương với căn của 2x1 bình cộng với cả x1 cộng với cái đống này. Đấy à, cộng với cái đống này thì sẽ trừ đi này thôi đúng không? Trừ đi x1 bình này, trừ đi 3x1 cộng với 1 ở trong căn trừ đi x2 nó bằng 16 lần m như này. Được không? Thì tương đương chúng ta có này. Cái này vẫn là căn 2x1 trừ đi x1 2x1 bình nhé, trừ đi x1 bình Cái này có phải là còn x1 bình không? Chỗ này nó có phải là còn trừ đi 2 lần x1 Cộng với 1 không? Phá được chưa? Trừ đi x2 Cái này là bằng 16 nhân với cả m như thế này Vậy thì đến đây các bạn thấy tương đương với này Chúng ta sẽ có gì? Tương đương với nhá Chúng ta sẽ có ở đây chính là uh, Chỗ này sẽ là căn của x1 trừ đi 1 tất cả bình phương trừ đi x2 đấy bình phương như này trừ đi x2 nó sẽ bằng 16m vậy thì đến đây tương đương với đến đây tương đương với trị tuyệt đối của x1 trừ đi 1 trừ đi x2 nó bằng 16m và thầy chủ làm như này để cho các bạn có cái lối tư duy này đến đây chúng ta đi làm cái trò gì chia hai trường hợp à không đừng có dạy mà chia hai trường hợp thầy nói thật đấy đừng dạy mà chia hai trường hợp nha nào nếu như các bạn biết làm thì chúng ta không cần phải chia hai trường hợp hoặc là đến đây chúng ta phải nghĩ như này này liệu mình có phá được cái trị tuyệt đối này không kể cả có chia hai trường hợp thật nhé thì chúng ta phải cái đầu của chúng ta phải tư duy được là liệu chúng ta có phá được cái trị tuyệt đối này không vậy thì phá trị tuyệt đối này có một cách rất là hay để phá đấy là các bạn tập trung vào vs bài này của mình chưa có vs vậy thì ở cái bước này này ngay cái bước này này chúng ta sẽ lôi vs vào cuộc hoặc là ngay cái bước đầu tiên này luôn này phải lôi vs vào để kiếm điểm đã được chưa có vs nhá ở đây chúng ta thấy này đấy, áp dụng hệ thức vs áp dụng hệ thức vs thì chúng ta có là x1 cộng x2 nó sẽ bằng trừ b chia a trừ b chia a nó bằng gì trừ b chia a nó bằng trừ ba đấy x1 nhân x2 nó sẽ bằng c chia a c chia a nó bằng m bình phương cộng 2, thì chúng ta thấy này ở à, ở ngay cái chỗ này chúng ta thấy tích của nó lớn làm sao cái này lớn hơn không với mọi m cái này bé hơn không với mọi m đúng không tích hai nghiệm nó lớn hơn không tổng hai nghiệm nó bé hơn không thì sao thì sao các bạn tư duy một chút xíu nào tích mà lớn hơn không có nghĩa là hai nghiệm này cùng dấu hai nghiệm này cùng dấu tổng mà bé hơn không thì hai nhiệm cùng dấu âm đúng không từ đây suy ra chúng ta có x1 bé hơn không với cả x2 bé hơn không được không nhá mà một khi x1 bé hơn không x2 bé hơn không thì chúng ta phá được cái trị tuyệt đối này luôn thầy nói có sai đâu nhá kể cả không phá được thì các bạn vẫn phải tư duy được cái việc đó tạo thành thói quen đi thì đi làm bài thi nó mới nhàn được vậy thì sau khi làm đến đây này nào mình thấy x1 bé hơn không đúng không thì từ đây chúng ta sẽ suy ra là x1 trừ đi 1 sẽ bé hơn âm âm 1 thôi đúng không mà bé hơn âm 1 thì dĩ nhiên là bé hơn không đúng không mà đã bé hơn không rồi thì suy ra nào một số này bé hơn không nhá một cái cái cục này, này. bé hơn không thì trị tuyệt đối của nó x1 trừ đi 1 có phải là bằng âm của nó không bằng âm của x1 trừ 1 như này không đúng không một số âm thì trị tuyệt đối của nó bằng âm của cái lõi bên trong này vậy thì hóa ra chúng ta có công cụ chúng ta thay xuống dưới đây chưa có rồi từ đây tương đương với Ờ, âm của x1 trừ đi 1 trừ đi x2 nó sẽ bằng 16m. Đúng không? Nhá. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ có là âm của x1 cộng với 1 trừ đi x2 nó sẽ bằng 16m như thế này. Thì tương đương chúng ta sẽ có hai cái này kết hợp với nhau. Lấy âm 1 làm nhân tử chung, đúng không? Lấy âm làm nhân tử chung thì ta có x1 cộng với cả x2 ném con 1 này sang kia thì chúng ta có là nó bằng 16m. trừ đi 1 Đúng không? Sau đó nha các bạn thấy tổng hai nghiệm nó bằng trừ 3 đúng không? Thầy vào Suy ra Âm của âm 3 là 3 Nó sẽ bằng 16M trừ đi 1 Dẫn đến tương đương ta sẽ có là ném con âm 1 này sang kia 4 bằng 16M Vậy tương đương ta sẽ có M bằng mấy? Bằng 4 phần 16 Hết nước chấm màu Thì cái này bằng 1 phần 4 chứ còn gì nữa Sau khi làm đến đây rồi thì các bạn vẫn phải so Lên cái này nhá so cái này xem nó có thỏa mãn hay không nhá và đánh giá đấy đánh giá đàng hoàng thì thấy nó thỏa mãn hay không thì các bạn tự đánh giá vào đây nhá sau đó chúng ta kết luận vào vậy thế là xong bài toán này